Bơi rồi. Ôi sao lại bắt Bibi vào đấy thế? Hả? Bơi lâu chưa? Ha. Sao bắt Bibi vào đây? Rồi. Bể bơi của Bibi đằng kia mà. Sao Bibi bắt vào bể bơi của Bibi? Bẩn hết bể bơi của Bibi rồi. Rồi phải xả nước đây. Bibi bắt Bibi đi. Bắt Bibi chỉ cho. Đùa gì chị ơi. Ờ đúng rồi. Để chị bắt gì ra nhé. Ui giời. Bibi ơi, Bibi đâu ta kia đi. À đây đây. Đây không làm gì đâu. Chà, Bibi có bể bơi riêng mà, sao Bibi được bắt vào đây? Đi ra thả Bibi vào bể bơi của Bibi đấy.
ta? Không, chị tắm lại cho. Ồ, để coi vì hết nước rồi. Tắm ra. Chị tắm nước vào. Chị đi xả ngoài nước. Xả bể bơi cho chị. Vi ơi, cái kỳ lùa vịt ta. Ra đây, ra đây. Mấy vịt vào nước này. Ờ, xuống đây. Thả xuống. Anh có nước ở đây. Ngồi lên bờ đi. Ờ đi vào chị tắm cho Bi. Không ngồi xem à? Đấy nha, đây phải bơi vịt. Không được thả phải bơi Bi đâu, rồi còn phải xả nước ra nữa, bẩn hết rồi. Đi vào tắm. Sao đã? Đi để đây, xin nước ra tắm nước. Đi. Bé nào. Bé vào tắm lắm. Bi ơi. Tắm lắm. Bé vào tắm. Bé nhé. Ờ đi vào tắm. Cho bị vào bể bơi nó bẩn hết. Nước bể bơi của Bi rồi. Bây giờ xả nước ra. Để xả nước nhé. Xong rồi chúng ta sẽ tắm cho. Xả nước ra. Xả nước mới. Wow. Rồi đây nè. Thấy nó mới. Không sao đi vô đi. Rồi đi vào tắm. Để cho nó chảy hết. Để vào tắm. Còn áo vứt từ kia rồi. Ôi trời. Ờ, cái gì vào đóng thôi.